Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Vì sao tiêm kích Rafale của Ấn Độ vừa mua đã bị các nước chê ỏng eo? Mỹ đủ sức khiến cho tên lửa Kinza không thể khai hỏa. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Ngày 29 tháng 5 vừa qua, biên đội năm chiếc tiêm kích Rafale do phía Ấn Độ đặt mua đã thực hiện thành công chuyến bay từ nơi sản xuất tại Pháp về căn cứ không quân ở miền Bắc nước này. Không lâu sau sự kiện, truyền thông Hoa Kỳ đã đưa ra những phân tích khá khách quan về việc lý do mà mẫu chiến đấu cơ hiện đại của Pháp không được nhiều khách hàng thế giới ưa chuộng. Tiêm kích Rafale là một trong ba tiêm kích còn được sản xuất tại châu Âu hiện nay và là loại chiến đấu cơ duy nhất được Pháp sản xuất trong thời điểm hiện tại. Đây là sản phẩm của công ty đất sò thiết kế với mục đích thay thế cho những chiếc Mirage 2000 đã cũ phục vụ trong không quân Pháp trong một thời gian dài. Đây được coi là tiêm kích thể thứ tư một cộng, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1986 và chính thức đưa vào sử dụng trong không quân Pháp từ năm 2001. Máy bay chiến đấu này sử dụng động cơ M88 có hiệu suất khá kém, khiến cho tốc độ tối đa của nó không quá cao, chỉ đạt Mach 1,8 và có trọng lượng gần bằng với trọng lượng máy bay F-18C hotnet của Mỹ. Rafale được tạo ra với mục đích chi phí sản xuất và vận hành thấp, đồng thời phải có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ không giỏi trong các hoạt động không chiến và cũng không quá xuất sắc trong việc cường kích mặt đất. Tất nhiên, khả năng thực hiện của nó là không thể so sánh được với những chiếc máy bay chiến đấu hạng nặng. Dù cho có kích thước nhỏ và nhiều thiết bị công nghệ hạn chế, đặc biệt là khi so sánh với mẫu tiêm kích f 35 của Mỹ trên thị trường. Rafale thua xa về thế hệ cũng như đồ hiện đại nhưng lại có giá cả đắt đỏ hơn hẳn. Rafale có thể nói là một trong những máy bay chiến đấu đắt nhất trên thế giới hiện nay với trị giá từ 240 đến 260 triệu đô la mỗi chiếc. Điều này có thể lý giải là do so dự vận hành dây chuyền sản xuất của Rafale quá nhỏ dẫn đến chi phí đổi lên là khá cao. Một điều nữa cản trở sự thành công trong xuất khẩu của Rafale là hiệu suất chiến đấu kém. Điều này đồng nghĩa với việc các quốc gia muốn tìm kiếm một mẫu tiêm kích hàng nặng sẽ lựa chọn F15 của Mỹ hoặc Su35 của Nga, trong khi các quốc gia muốn tìm kiếm một mẫu tiêm kích hàng trung hoặc hàng nhẹ giá rẻ sẽ tìm đến F16V, F18E hoặc MiG35. Sau đó Singapore và Hàn Quốc đã lựa chọn cho mình mẫu F15 mạnh mẽ, Ai Cập lựa chọn Su35 và không muốn tiếp tục mua thêm lô Rafale thứ hai. Trong khi đó, Brazil, Oman Maroc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và COES đã từ chối mua Rafale. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tuyên bố về việc Rafale thua thầu tại Maroc là vì máy bay quá phức tạp và đắt đỏ. Sau đó, Maroc đã lựa chọn mẫu F-16V rẻ hơn và vượt trội mẫu tiêm kích Pháp trên nhiều khía cạnh. Không chỉ ế ẩm trên thị trường xuất khẩu, cả ba quốc gia đã mua Rafale cũng không hề mặn mà với mẫu máy bay này. Ai Cập đã đặt hàng 24 chiếc Rafale trong năm 2014, dù cho Pháp đã rất kỳ vọng rằng quốc gia này sẽ mua tiếp lô Rafale thứ hai, nhưng người Ai Cập đánh giá rằng mẫu tiêm kích này quá đắt đỏ nhưng hiệu quả lại vô cùng tầm thường. Họ đã lựa chọn mua các tiêm kích hàng nặng Su-35 của Nga để thay thế. Qatar là quốc gia thứ hai vận hành Rafale sau Ai Cập. Rõ ràng là họ sẽ không tiếp tục đặt hàng loại tiêm kích này nữa. Thay vào đó, họ lựa chọn mẫu tiêm kích hàng nặng F-15QA, mẫu nâng cấp tiên tiến của dòng F-15 dành riêng cho phía Qatar. Hiệu suất chiến đấu của F-15QA thì rõ ràng vượt trội so với Rafale về mọi mặt trong khi chi phí lại rẻ hơn nhiều. Về phía Ấn Độ, khách hàng thứ 3 của Rafale cũng là giảm số lượng đặt hàng từ 126 chiếc xuống chỉ còn 36 chiếc. Dự án mua sắm tốn kém này cũng dẫn đến một vụ bê bối lớn của các quan chức Ấn Độ với cáo buộc tham nhũng trên quy mô lớn. Ấn Độ không có hào hứng gì về việc đặt mua thêm Rafale nhưng đang đàm phán tích cực để mua tiêm kích hàng trung MiG-35 và tiêm kích hàng nặng Su-57 từ phía Nga. Và giao cản cuối cùng trong việc xuất khẩu Rafale đó chính là vị thế chính trị trên trường quốc tế. Mọi hợp đồng mua sắm vũ khí luôn đi kèm với những ảnh hưởng và quan hệ chính trị. Trong khi Mỹ, Nga hay Anh có tiếng nói trong hội đồng quốc tế, Pháp được cho là có ảnh hưởng chính trị ít hơn so với các khách hàng tiềm năng của mình. Cộng với việc hiệu suất chiến đấu kém và chi phí quá cao. Raffler thực sự đang gặp một bất lợi cực kỳ lớn trong việc có thể được mua sắm bởi bất kỳ quốc gia nào. Trong một diễn biến khác, theo tờ The Berlinski của Đan Mạch, liên minh NATO và Mỹ hiện nay không có cách nào để chống lại vũ khí siêu thanh Kinza của Nga tại Bắc Cực. Chuyên gia Emil Robel viết trên báo Đan Mạch cho biết toàn bộ căn cứ không quân Tuls và Greenland của Mỹ là hoàn toàn không có khả năng phòng thủ trước hệ thống tên lửa Kinza của Nga. Chúng tôi không biết chắc chắn loại tên lửa mới của Kinza của Nga bay được bao xa, nhưng có một điều chắc chắn với tốc độ, độ chính xác và tầm hoạt động ít nhất 1.000 km, nó đang thay đổi cán cân lực lượng tại Bắc Cực, chuyên gia Rod Bell đã nói. Ông Rod Bell cũng dẫn lời nhà phân tích quân sự Đan Mạch Anders Nielsen nói rằng Washington cần phải tìm cách đối phó với tổ hợp Kinza. Bắc cực có ý nghĩa mang tính biểu tượng đối với Nga và tình hình trong khu vực có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Chính vì vậy, phương Tây sẽ rất mạo hiểm khi làm gì đó hành động đến Nga. Ví dụ như việc Mỹ thực sự bắt đầu gửi tàu chiến đến tuyến đường biển phương Bắc để cho thấy rằng đây không phải là vùng biển của riêng nước Nga, vị chuyên gia này nói thêm. Hiện nay, Kinza đã chính thức được không quân Nga trang bị cho tiêm kích MiG-31K, Ngoài ra dòng tên lửa này còn nằm trong kế hoạch tích hợp cho phiên bản nâng cấp của Tu-22M3 và PAKDA. Nếu việc tích hợp Kinza và tu 22 3 thành công, thì cùng với những máy bay mới thành công, Nga sẽ có bộ ba máy bay tấn công bằng tên lửa siêu thanh hàng đầu thế giới. Điều bất ngờ là trái với những nhận định của báo Đan Mạch, tờ National Interest của Mỹ đã khẳng định rằng Nga sẽ chẳng thay đổi được gì kể cả khi ba loại máy bay trên cùng trang bị Kinza. Việc những máy bay tầm xa của Nga mang tên lửa siêu thanh thực sự là cơn ác mộng Nga dành cho nhiều đối thủ, nhưng vũ khí này chẳng nói lên một điều gì nếu xảy ra cuộc đối đầu trong tương lai với nước Mỹ. Theo nguồn tin này, loại tên lửa có thể bay nhanh hơn cả Kinza của người Nga đã từng được Mỹ phát triển từ 60 năm trước. Vì vậy, phòng thủ Mỹ quá hiểu đối đầu với mục tiêu siêu thanh như Kinza, họ cần phải làm những gì. Tên lửa siêu vật âm Kinza của Nga có thể đạt phần tốc Mach 10 là một trong những vũ khí được giới thiệu trong thông điệp liên bang của tổng thống Nga Putin. Nó được cho là phiên bản phóng từ trên không của đạn 9M723 thuộc tổ hợp Iskander. Nguyên tắc tạo nên vận tốc cao cho Kinza đó là yêu cầu máy bay mang nó phải bay cao tới trần bay 20.000m ở tốc độ siêu âm để tạo vận tốc ban đầu. Sau đó Kinza sẽ tận dụng động năng và độ cao lớn để đạt tới tầm xa đồng thời thực hiện cú bổ nhào để chạm vận tốc thiết kế. Thông số của Kinza rất ấn tượng. Nhưng ngay từ năm 1958, người Mỹ đã xây dựng một chương trình bí mật mang mã mật danh là Bold Orion. Dự án này chủ đích xây dựng một tên lửa chiến thuật phi tiếp xúc, không thể đánh chặn, để phóng từ trên không. Mỹ thiết kế được một tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có thể mang vác các nền tảng máy bay hiện tại và tương lai. Chương trình tiến triển rất nhanh và đi vào hoàn thiện với mã định danh vks 199 c Đến năm 1962, mọi thử nghiệm kỹ thuật đã hoàn tất và VKS-199C sẵn sàng đi vào sản xuất hàng loạt trang bị với má định danh AGM-48 Skybot. Đây là một tên lửa có trọng lượng 5 tấn, chiều dài 9 m đường kính 0,9 m tầm tác chiến 1.800 km, độ cao đàn đạo đạt 480 km, với tốc độ tối đa lên tới Mach 12,5. Mọi thông số cách đây 60 năm vượt trội hoàn toàn so với Kh-47 M-2 Kinza của nước Nga ngày nay. AGM-48 Skybot thậm chí còn ưu Việt hơn Kh-47 M-2 Kinza, ở chỗ. Nó không đòi hỏi máy bay mang phóng phải leo tới độ cao thật lớn và duy trì vận tốc Mach 2 như là Kinsa mà vẫn dễ dàng đạt tới thông số thiết kế. Việc người Mỹ không tiếp tục duy trì ACM-48 Skybot sau so họ nhận thấy rằng vũ khí này không mang lại tính bí mật như tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và nó vẫn có khả năng bị đánh chặn, nhất là khi phương tiện mang phóng bị phát hiện từ xa. Vì vậy, người Mỹ tin rằng với hệ thống phòng thủ tối tân như hiện nay của mình và chọn cách đánh chặn Kinsa khi chưa kịp khai hỏa Nga sẽ chẳng còn thấy mày gì trước người Mỹ. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin quân sự tiếp theo.